Chào quý vị các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty View Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng máy khoan dùng hơi của hãng Kubo Fox Đài Loan có mã là KB3/8. Thì đây là model KB3/8 này, made in Taiwan. Thì đây là dòng máy sử dụng hơi với cái thông số kỹ thuật là tốc độ là 2.000 vòng trên phút này. Đó, chất size là 3/8, đó, air pressure là 90 PSI, có áp lực hơi á 90 PSI, lượng khí tiêu thụ là 17 CFM và cái trọng lượng của nó là nặng 1,1 kg. Rồi thì đây là cái bạc lít của máy này, nó có tất cả các cái linh kiện để chúng ta có thể là xem các cái số linh kiện khi mà chúng ta cần mua linh kiện. Thì khi mua về thì chúng ta sẽ có một cái ốc máy hơi và một cái đầu để mở, một cái khóa để mở cái súng bắn hơi này, hay là gọi là khoan hơi. Thì đây chúng ta sẽ có cái súng khoan hơi 3/8, nó sẽ có hai chế độ là xuôi và ngược. Đó, chế độ là xuôi và ngược thì ở đây nó sẽ tra dầu, chúng ta sẽ nó có là oil daily là tra dầu thường xuyên. Đây là cái đường mà để chúng ta vặn đưa đầu hơi vào, đầu hơi này vào đó. Thì với cái dòng súng này á thì rất là tiện lợi, chúng ta sử dụng trong các cái xưởng đồ gỗ nội thất hoặc là các cái xưởng thì cái khả năng cháy nổ nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Bây giờ hiện nay thì cái việc mà cháy nổ rất là quan trọng, nên bởi vậy là chúng ta sử dụng cái dụng cụ dùng hơi nó rất là quan trọng nhé. Ở trên này nó sẽ ghi rõ cho chúng ta là các cái đầu ha, các cái đầu là bao nhiêu đó, 3/8, nó có các cái thông số kỹ thuật ở đây đó. Thì trên đây công ty View của Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái khoan dùng hơi KB 3/8 của hãng Kubo Fox Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách thành công.